cho nó live stream. Chào mừng tất cả các bạn đã tới với live stream kỳ chiến ma của Chu Hoài Bảo. Hello Gia Hân nha. Hello Gia Hân im đi ta. Hello Lê Như Ý nha. Hello Lê Như Ý. Hello Bảo Thi. Công chúa Bảo hả? Trời con công chúa bóng bổng vô coi chiền mã luôn. Vui quá. Mọi người ơi, vui nha mọi người. Hello các bạn, hello Huy Trương. Hello con mắm. Hello con khô, hello con cá khô. Hello Mini Khang Khang nha, hello Trọng Hiệp nha, hello Lê Thị Trang nha. Vô xem mà chắc chắn không biết là mày không có dám comment đâu, tao biết mà. Tao hello con mắm mà tao hello mày đó. Hello Nương Điển, hello Trương Huỳnh Kha, hello Ngân Huỳnh, hello Tinh Ngốc nha, hello Nguyễn Thanh Hiếu, hello Kim Thúy Nguyễn, hello Mỹ Mỹ Lê nha mọi người, hello Nguyễn Thùy, hello Đạt Đào, hello Blue Killian Slen. Trời má tên mắc cười ghê má. Trời ơi các bạn ơi, thấy hôm nay bảo ba ba cơ ma. Cơm cơm minh hợm mê đó, cái chai dưa hấu nè. Bảo mới chôm chĩa được từ nhà của con mì xào giòn, các bạn biết con mì xào giòn không? Bảo mới chôm chĩa được nhà của con mì xào giòn đó. Đó. Tại vì tóc dài quá gắn lên á, tại vì nó chưa đủ dài á cho nên mình dán lên không được. Tấn lên luôn, hello Lưu Bích Ngọc. Bắt kịp xu hướng. Xu hướng watermelon nha mấy bạn, watermelon, nước dưa hấu. Hello Phi Phụng. Hello Thư Bin nha. Hello Hình Ân Điển nha. Hello Trần Bồ Pha. Trời ơi sao nhiều cái tên nghe lạ vậy ta. Trời ơi nhiều cái tên nó difficult quá vậy, nó khó đọc quá vậy. Các bạn ơi, Sally Kim ủng hộ bạn nha, đủ 5.000 bạn mới xới đầu cái chuyện ma nha. Và hôm nay chuyện nó cũng khá là rùng rợn mà khá là hay đó. Cho nên mong là các bạn hãy ủng hộ Bảo để cho Bảo có động lực kể nha má. Thiệt sự luôn á. Bà mới đi nặng mụn. Mà cái bà nặng mụn mà bà dùng hết sức của bà, kiểu mà giống như là bà nặng mụn, hình như bà được đào tạo từ hết sức bình sinh của bà được đào tạo từ WWE, có nghĩa là một giải đấu đô vật Mỹ đó mọi người. Đó mà má bà nặng mụn mà. Trời đất ơi, má bà nặng cái mặt bảo. Phải làm gì mới ra máu bầm nha em. Đó giờ bà em bầm cả mặt luôn cả nhà. Em bầm cả mặt luôn đó cả nhà. Đợi em chút xíu. Rồi. Bắt đầu kể chuyện nha mọi người. Ủa nãy mà thấy cả nhà yêu của kẻ. Huy Chương hài hước quá hai em. Hello Mai Mai nha. Hello Nguyễn Tài. Oh Miss Clobete, Miss Claire Linzin nữa chứ má. Ủa sao cái đó hết trend rồi. Ngưng. Stop. Hết trend rồi. Đó bây giờ bà sẽ kể câu chuyện Mai nha mọi người. Thì cái câu chuyện này được bạn, một cái bạn tên là Minh Tuệ đã gửi cho Bảo. Thì cái bạn này á cũng sinh vào năm 1995 giống Bảo luôn. Thì cái câu chuyện này là lúc mà ba mẹ của bạn mới vừa sinh bạn ra. Có nghĩa là khi mà cái bạn Minh Tuệ này á còn nhỏ và là vừa sinh vào năm 1995, là vào cái năm đó đó, thì ba mẹ của bạn nó kiểu giống như là có một số vấn đề với lại gia đình, thì mới gọi là tách ra ở riêng. Tại vì các bạn biết là ủa gì hả, mấy con này nó chạy qua chạy lại, nó đứt dây màn hình luôn à. Mẹ bà mày. Tao treo đầu mèo nha. Tao bán lấy thịt mèo nha. Mày muốn mày món. Thôi được rồi, bình tĩnh. Thôi im lặng để Bảo kể chuyện nè. Cái xong rồi đó thì bắt đầu gia đình của bạn Minh Tuệ này gặp một số trục trặc với lại gia đình. Các bạn biết rằng đó là bạn Minh Tuệ có một người anh nữa. Cái người anh đó hơn bạn Minh Tuệ tới 2 tuổi. Là có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà ở mà hai vợ chồng mà lấy nhau á, là đã ở nhà gia đình người thân, có nghĩa là nhà mẹ chồng á một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà sau đó khi năm 1995 á sinh bạn Minh Tuệ ra thì bắt đầu mới gọi là tách ra ở riêng. Mà vào khoảng thời gian đó thì ba mẹ của bạn Minh Tuệ thì không có được nhiều tiền.
không có được nhiều tiền, gọi là vợ chồng son mà. Mà bây giờ không có nhiều tiền mà lại có ôm hai đứa con nữa, con lại nheo nhóc nữa. Mà bây giờ đi ra ngoài thì gia đình kiểu giống như là ba mẹ của bạn Minh Tệ kiểu chỉ muốn kiếm một cái ngôi nhà trọ mà kiểu giống là một cái phòng trọ để thuê thôi, cho nó rẻ thôi để sống, mà rồi bắt đầu mình để dành tiền rồi mình sẽ mua nhà sau có cả nhà. Cái bắt đầu bạn kiểu như là do là ba mẹ của bạn Minh Tệ quen biết rộng đó mọi người, quen biết rộng rãi đó, quen biết mà kiểu phân bố rất là nhiều người đó. Đó là cái bắt đầu kiểu mà người có đức đó mới bắt đầu được người khác giúp đỡ. Thì có một cái ông chú kia, ổng có một ngôi nhà bỏ hoang. Ai ở có đức cho nên được một người giúp đỡ là kêu là vô trong nhà hoang đó ở đi. Đúng bài luôn mấy má, đúng bài luôn á cả nhà yêu. Cái xong rồi bắt đầu kiểu giống như là cái ngôi nhà đó là ổng là chủ cái ngôi nhà đó, nhưng mà kiểu cái nhà đó không có ai ở hết trơn á. Nhà mà tất cả bạn biết tới lúc mà ba mẹ của bạn Minh Tuệ vô ở, vô đều gọi là xem nhà, trời đất ơi, mạng nhện mà tao tưởng nó vô động bàn tơ không mà má. Tưởng con nào nó luyện thành tinh, tưởng con nhện tinh nào nó luyện thành tinh chỏng rồi đó. Các bụi tôi nói nhà nó gọi là giống như là đúng nghĩa một nghĩa đen của một ngôi nhà hoang luôn. Nhưng mà nhà hoang này nhà hoang có chủ. Nhà hoang này nhà hoang có chủ nha. Cái xong rồi bắt đầu á kiểu như là thôi thì cô chú mày với lại vợ chú mày á không có tiền thì anh giúp. Bây giờ anh sẽ cho vợ chú mày với chú mày ở cái ngôi nhà đó. Thì cái ngôi nhà đó cũng gần cái nhà của ổng luôn, cũng gần cái nhà của ổng luôn. Mà tiệm đại giống như là ổng nhiều nhà quá, bỏ hoang nhà chơi gì đó. Ổng bỏ hoang nhà chơi gì đó mà cũng không biết lý do tại sao mà cái nhà đó ổng lại bỏ hoang nữa. Xong thế là ba mẹ của bạn Minh Tệ kiểu cũng giống như là bây giờ mình còn cái đường nào nữa đâu, bây giờ mình không có thời gian để đi kiếm nhà nữa, tại vì bây giờ là đã đi ra ngoài luôn rồi, có gì cái gia đình có nghĩa là khó sống với lại gia đình đó, cho nên đã đi ra ngoài luôn rồi, là bây giờ không có thời gian để kiếm nhà. Con thì nheo nhóc, một thằng con 2 tuổi và một đứa mới vừa đẻ ra, mới vừa phọt ra, sinh năm 1995 đó. Cái bắt đầu mới vô trong chồng, mới gọi là quyết định chọn đại là vô trong chồng ở luôn. Thì bắt đầu mà các bạn biết hả, là cũng rất là sợ, bởi vì cái nhà này khi mà bước vô á thì ba mẹ của bạn Minh Tuệ á, thì mình xin phép được đặt một cái tên nha. Mẹ của bạn Minh Tuệ tên là Ngọc Như. Mẹ của bạn Minh Tuệ là Ngọc Như, còn ba của bạn Minh Tuệ tên là Thị Tỏi. Bành Thị Tỏi, Ngọc Như là ba, còn Ngọc Như là mẹ, còn Bành Thị Tỏi là ba nha mọi người. Thì bắt đầu á là khi mà vô đây ở đó thì cái ông Bành Thị Tỏi này á với lại cái bà Ngọc Như cũng kiểu như là cúng kiến này kia dữ lắm. Tại vì mới vừa bước vô trong nhà á là bắt đầu cái ông Bành Thị Tỏi này với cái bà Ngọc Như á là thấy rợn người rồi. Ướn da dịch, da dôi luôn, da hà mã, da tê hết rừng luôn, mà ướn tới mức độ vậy á. Các bạn biết hả? Bước vô ngôi nhà thấy là bắt đầu cái người đó giật vậy đó. Cái là bắt đầu thấy có điềm rồi thì ông Bành Thị Tỏi mới nói với là cái bà Ngọc Như á là cúng đi em, mà chỉ cúng cái bàn thiên thôi. Tại vì kiểu giống như là vợ chồng son mới đi ra ngoài á thì làm sao mà giác nguyên một cái gọi là cái phả hệ đi về đi sang nhà mới để gọi là thờ cúng được đúng không? Thì chỉ gọi là mình chỉ có thể cúng cái bàn thiên ở ngoài trời thôi, cúng kiểu giống như là cho những cái người khuất mặt ở ngoài với lại các ông các bà ở ngoài thôi, chứ mình không có thể nào mà mình đem nguyên một cái ông bà tổ tiên mình ở bên nhà bên đó mà về bên đây cúng được. Ai cho thì chỉ cúng như vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết hả, cái nhà khi mà vô đây là rất nhiều hiện tượng tâm linh nó xảy ra trong ngôi nhà này. Là ví dụ bây giờ đi đúng không, cái nhà này á thì nó có hai gian, ở dưới nó có hai gian. Cái gian ở dưới á, cái gian bên đây á là cái gian kiểu giống như là phòng ốc này nọ, rồi xong cái gian ở đây á là nó sẽ là nhà bếp với lại nhà tắm. Mà khi mà các bạn cái cửa trước của ngôi nhà này là khi các bạn đi vô, các bạn nhìn bên tay phải là các bạn sẽ thấy cái cầu thang, bởi vì ở trong cái ngôi nhà này nó còn có một cái gác lửng nữa cả nhà. Nó còn có một cái gác lửng nữa. Đó là ngay cái chỗ đó là nó sẽ cái ngay ở dưới cái cầu thang đó là bắt đầu là có bếp nè, rồi đó, rồi bát có bầu có phòng tắm đó, đó, vậy đó. Rồi xong cái giường của vợ chồng á thì lại nằm đối diện với lại cái cầu thang là cái phía bên đây. Còn cái phòng ở bên trong thì bảo không biết là nhà của các bạn Minh Tuệ là làm cái gì thì bảo không biết, bảo chỉ biết là tới đó thôi. Thì xong rồi bắt đầu chị nó bắt đầu như thế này. Cái ông Bành Thị Tỏi á là người là kiểu giống như là ba của bạn Minh Tuệ á, kiểu giống như là ổng toàn là đi ra ngoài đường á mà ra những cái quán kem á các bạn. Lúc đó nha là kiểu giống như ổng còn trẻ thơ lắm, ổng ra quán kem ổng toàn là suốt
suốt ngày là ổng cắm trại ở quán kem không à. Để ổng làm gì? Không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Ra quán kem chỉ để coi tôm và cherry. Ra quán kem chỉ để coi tôm and cherry và bỏ bà Ngọc Như với lại hai đứa con nhỏ ở nhà. Đi ra quán kem ngồi coi tôm và cherry rượt nhau. Đó. Xong rồi á, chuyện gì tới tới, bà Ngọc Như là bà hưởng trước. Các bạn tưởng tượng đi là cái giường thì Bảo cũng đã nói rồi là nó ở đối diện với lại cái cầu thang, mình bước vô một cái mình nhìn lên cầu thang. Mà cái cầu thang á, nó lại có một cái rèm. Ngay cầu thang nó có một cái rèm mà lưới mà kiểu mà cái rèm mà nó tuôn xuống như nè. Mình thí dụ mà có ai đi lên trên cầu thang là mình vẫn thấy được cái bóng hình của người đó và vẫn thấy được cái chân. Mà cái rèm đó thì nó chỉ kiểu giống như là nó không có dài lắm. Cái rèm nó rèm màu vàng mà nó không dài lắm. Mà nó chỉ cắt ngang, nó còn chừa một khoảng trống như vậy ở dưới. Đó, cái rèm mà các bạn tưởng tượng các bạn đi lên trên cầu thang, muốn đi lên trên cái gác lửng là các bạn phải mở cái rèm, dán cái rèm nó ra đi lên đúng không? Đó, thì khi mà người ở dưới người ta nhìn thì người ta vẫn sẽ thấy các bạn đi lên. Các bạn biết sao không? Cái hôm đó, trời ơi, bà Ngọc Như đang bú. Ơ lộn. Bà Ngọc Như đang cho con bú, là cho bạn Minh Tuệ lúc đó thở còn nhỏ, sinh năm 1995, đang bú nha mọi người, đang bú trên đá đó, bơm đang bú nè. Đã bú. Thì tự nhiên nhìn lên trên cái gác. Trời đất mẹ ơi. Hú hồn con chồm đang cho con bú như nè, chưa kịp định thần gì hết mà vừa uống đứa con ngoan lắm, bùm bóp dỗ đít bóp nhìn lên trên kiểu mà giống như là mình vừa cho con bú, mình vừa vô tình mình nhìn lên á, trời ơi, thấy nguyên một cái bàn chân. Các bạn tưởng tượng đi, thấy nguyên một cái bóng người và rõ nguyên một cái bàn chân trần nha mọi người, nguyên một cái bàn chân trần nó đi lên trên lầu. Mà nhà lúc đó không có ai hết. Mà thường thường á là cái ông Bành Thị Tội, ổng mà đi coi tôm và Jerry là ổng đi coi rất là lâu. Ổng coi rất là lâu. Nói chung là ổng đóng trại ở cái quán kem đó, ăn có một ly kem 2000 đi, thì ổng ngồi đó hoài luôn. Ngồi hoài, không có về đâu. Thì bà đó nó chết mẹ rồi, ăn trộm hả ta. Cái bắt đầu bà Ngọc Như, bà chết mẹ rồi. Chết mẹ chưa rồi mọi người ơi, ăn trộm hả. Trời ơi, đang cho con bú vậy rồi mọi người. Nắm cái thằng con 2 tuổi vừa cho con bú vừa chạy ra ngoài. Xách con mà chạy ra ngoài vậy nè, thấy tội lắm, thấy tội bà mẹ trẻ lắm. Tại vì sợ ăn cướp, lúc đó không nghĩ là ma, sợ ăn cướp. Thấy rõ cái chân mà nó đi lên bởi vì cái rèm nó có lưa tưa đó mọi người. Mình nhìn xuyên qua được mà. Trời ơi, bà đứng, mà bà thông minh lắm nha, bà đứng trước nhà bà khóa cửa lại vậy nè mọi người. Bà nghĩ là ăn trộm mà nói ha, tao kéo cho mày ra luôn ha, đéo cho mày ra, ra đứng ngoài khóa cửa. Bà vẫn còn tỉnh táo tới cái mức độ là mình ra ngoài mình nhớ khóa cửa nha. Đó, không thôi mất đồ. Đó. Cái xong rồi bà khóa cửa lại, xong rồi bà đứng bà la lên. Chú! Chú ơi! Bà la, bà kêu cứu á. Bà la thất thanh luôn, bà kêu cứu. Là cái ông chủ nhà bà nói rồi, cũng sát bên, cũng gần đó. Thì bắt đầu bà kêu cứu quá trời luôn, bà kêu ông chủ nhà. Anh cứu nó vô nhà con. Cứu! Chú ơi cứu! Kêu quá trời luôn, kêu thất thanh luôn, cái ông đó trong nhà kêu tới nỗi mà cái ông đó ổng tuốt ở đâu, ở trên tầng cao á mà ổng nghe được luôn á mọi người. Trời, cái giọng mà thơm là diva nữa mọi người, cái giọng mà nó lên tới nút whistle á, lên cái nút thon whistle á. Trời, ổng thấy tự nhiên tán lại ổng thủng trái nhà. Ổng nghe đâu kiểu mà cướp ở đâu á, ổng nghe vậy ổng sợ ổng chạy xuống thì ổng thấy là cái bà Ngọc Như đang ôm con vừa cho con bú mà vừa cầm cái đứa trẻ 2 tuổi vậy nè. Cái xong rồi ổng chạy lại ổng hỏi có chuyện gì, ổng nói là cái bà Ngọc Như nó trời ơi, con đang cho con bú mà tự nhiên con thấy có ai đi lên trên lầu trên gác kìa chú. Mà con khóa cửa lại rồi chú yên tâm, con khóa cửa lại rồi, bây giờ chú vô trước đi. Còn bác hồn không, chú vô trước xử nó đi, con khóa cửa lại rồi, bây giờ nó không ra được đâu. Con khóa cửa lại rồi, nó không có chạy được đâu. Chú vô trước đi, cũng khôn lắm, đẩy tay vô trước chứ mình không vô. Cái xong rồi bắt đầu cái ông mà cho thuê nhà ổng mới bắt đầu ổng đi vô. Đó, cái ổng bắt đầu ổng cầm cái chổi á, ổng bắt đầu cầm cái chổi trà, ổng đi vô thì kiểu giống như là mình có cái vũ khí đó mọi người. Đó, mình có một cái vũ khí để mình chống trả. Chẳng lẽ mình để tay không cho nó hiếp dâm mình. Cái tao là ổng đi lên trên gác luôn. Trời ơi, mà vừa đi vừa hồi hộp lắm các bạn. Ổng đang trời. Nam mô Di Đà Phật. Đó, bắt đầu ổng vừa đi lên vậy nè. Ổng đi lên. Đéo thấy ai hết. Thấy tan trường không? Không thấy ai. Mà rõ ràng chính mắt bả nhìn thấy bước chân nó bước lên từ từ lên cầu thang, mà rốt cuộc bây giờ không có ai hết. Mà trên chởn á, cái cửa sổ mà các bạn tưởng tượng, cái cửa sổ nó có cái song sắt thì làm sao mà mình nhảy ra khỏi cái cửa sổ được. Cái cửa sổ đúng không, cửa sổ gỗ đúng không, nó có cái song sắt. Bây giờ làm sao mà trội, làm như là
người người chất lỏng vậy đó mà có thể xuyên qua cái cửa sổ đó. Ủa đâu được đâu mọi người, ủa vô lý nha, không được nha. Cái xong động nó ủa đâu có ai đâu mà sao là con làm gì con làm lố mới vậy. Trời ơi làm cho chú sợ quá trời, chú muốn rớt tim luôn, rụng chim, à lộn rụng tim luôn. Cái bắt đầu bà nói, bà mới nói, trời không lẽ mình đẻ xong giờ mình khùng luôn ta, không lẽ mình đẻ xong mà mình bị hoa mắt không được. Các bạn biết sao không? Tại vì hả bà này bà rất là tỉnh táo. Trời ơi, bà đẻ mà đẻ thường mà, đẻ thường chứ không phải là đẻ mổ nữa, đẻ thường rặn rặn một cái là phọt ra, rặn một cái là phọt ra, không thể nào mà không tỉnh táo được mà có thể nhìn lộn như vậy. Cái xong rồi bà cũng cho qua, bà cũng cho qua luôn. Mà các bạn biết hả, từ khi mà cái nhà này vô trong cái nhà này, từ khi mà đôi vợ chồng này Bành Thị Tỏi và Ngọc Như vô trong cái nhà này, in the house, là có mua một con chó đen full black đó, con chó black silver đó mọi người, là con chó đen mà bóng đó mọi người, đó con chó bóng đen á. Thì cái con chó đó thường thường là cái ông Bành Thị Tỏi mua là bởi vì ổng nói với vợ con ổng là bởi vì chó mực á, là chó đen á, chó full black á, thì nó có thể gọi là tính trị ma, nó có thể trị ma diệt ma. Mà làm gì mà cắn đít tao hoài vậy? Nó có một cái tính gọi là trị ma diệt ma, ma rất sợ nó, cho nên ổng quất về một con nguyên full black đó. Cái xong rồi ổng nuôi nó, thì các bạn biết hả, mỗi lần á cái nhà này á mùng một á hay rằm là đều cúng hết, bởi vì cái nhà này tâm linh mà. Đừng có cắn đít tao nữa, coi đang kể chuyện mà cứ cắn đít tao hoài. Cái mùng một hay rằm là bắt đầu là cái nhà này nó sẽ cúng ở ngoài bàn thiên á, chứ không có gọi là không có bàn thờ, bởi vì nhà này là vợ chồng trẻ mới đi ra mà đâu có thể đem bàn thờ gì như nãy ba nói rồi đó, thì cúng bàn thiên thôi. Mà các bạn biết hả, mà mỗi lần cúng á là cúng bánh nè, bánh quy nè mọi người, bánh quy nè, rồi xong rồi cúng bánh tráng. Thì á là mỗi lần cúng là bắt đầu cái con chó đó là mình đặt một cái tên luôn đi ha, cho nhiều nhân vật đi ha. Cái con chó tên là Lưu Quyết Kiệt. Cái con chó tên là Lưu Quyết Kiệt đó, ông đặt cho nó Trung Quốc vậy đó mọi người, Trung Hoa vậy đó, chú chó Trung Hoa. Cái con chó Lưu Quyết Kiệt mà full black đó đó, mỗi lần mà cúng trên bàn thiên á là bắt đầu nó sủa nó sủa quá trời luôn, mà không biết nó sủa gì. Nó cứ nhìn vào cái bàn cúng mà nó auto nó sủa, nó ráp sủa, nó sủa quá trời sủa luôn. Mà các bạn biết hả, mà mỗi lần cúng á thắp nhang vậy nè, mà cái bàn cúng nó rung vậy nè mọi người, bạn cúng nó rung vậy nè. Mà các bạn nghĩ đi, ủa Việt Nam mình làm gì có cái vụ mà động đất. Cái vụ động đất đầu tiên á là cái hồi lúc mà Bảo học lớp 5 á, bà Bảo học trường Trần Quang Vinh á mọi người, đang học mà tự nhiên nó lung lắc thì có động đất đúng một lần duy nhất lúc đó à. Còn lúc này là mà cứ mỗi hề mùng 1 hay rằm gì cúng ngoài bàn thi là bắt đầu là nó rung lắc cái bàn gì đó. Cái con chó nó đứng nhìn vô cái bàn nó sủa. Cái xong rồi bắt đầu hai vợ chồng này đi ra cúng xong rồi thì đi vô, thì con chó vẫn đứng ngoài sủa hoài cho tới lúc mà nhang nó tàn luôn. Mà các bạn tưởng tượng cái bàn nó cứ rung hoài, mà khi mà đi ra ngoài á nhìn thấy những mẫu bánh quy và những cái miếng bánh tráng, mà các bạn biết không, lúc mà đôi vợ chồng này ở trong nhà là ông Bành Thị Tỏi với lại cái bà Ngọc Như ở trong nhà, thì nghe cái tiếng mà bánh tráng á mà nghe bạch luôn, giống như là có ai dỗ bánh tráng vậy nè, có như giống như là có ai đó đang dỗ bánh tráng vậy nè, nghe bạch luôn. Cái hả, khi mà đi ra ngoài mà bánh nó rớt xuống dưới đất nha. Mà tưởng tượng đi, nó không phải là rớt xuống mà gãy đôi ra, mà nó vụn mà giống như là vụn đường á, bánh có đường ở trên á, giống như là ai ăn mà rớt xuống dưới vụn á mọi người, giống như là ai ăn mà bóc á mà rớt xuống dưới vụn mà kiểu giống như là các bạn tưởng tượng mình ăn bánh quy đi, đúng không bạn, tưởng tượng đi, cái mình ăn xuống thì nó rớt cái mẩu bánh chứ nó, chứ nếu mà một cái bánh mà nó rớt xuống đất bình thường thì nó sẽ bẻ đôi ra, đúng không, nó sẽ nứt đôi ra hoặc là từng mảnh. Đằng này nó vụn bánh như là có đứa nào nó ngồi nó ăn vậy đó, ghê như vậy đó, ghê chưa, kinh chưa. Cái xong rồi mà kiểu giống như là cũng rất là cố gắng để gọi là cúng, mà giống như là thấy vậy rồi là biết nhà có ma rồi, mà ma gọi là ma thứ dữ luôn, ma thứ thiệt luôn, trong làng ma luôn đó má, là những con ma vàng trong làng ma luôn đó má. Là bắt đầu gia đình này á là bắt đầu cúng quá trời cúng, nhưng mà làm sao mà kiểu giống như má tức ghê á, ta đang kể sung, ta đang kể vui. Ow, what the fuck. Các bạn ơi, các bạn share livestream này giúp Bảo nha. Bộ tức quá mọi người ơi, má Bảo cay vãi, Bảo đang kể sung, Bảo đang kể hay. Mỗi lần mà Bảo sung được bắt đầu ra ao ra mọi người, tức dễ sợ luôn. Bảo tức.
Bà bảo thấy bà bảo tức, các bạn thấy mà các bạn tức không các bạn comment đi. Các bạn thấy các bạn có tức không các bạn comment đi. Comment giùm Bảo đi. Comment giùm Bảo đi mọi người. People look at me and they tell me where Munokano Umanana Uya. So what? Xin bu đá sổ. Sorry I don't care, don't care. Really don't care because Sanjunina Munaniana Sesananika Manachiana The old Chirmare. Các bạn ơi, các bạn xe lại đây chim dùm Bảo đi má. Bà tức quá mọi người. Bà tức, bà xỉu. Bà tức, bà ỉa. Ủa sao vậy? Nó vẫn dướng cái tóc xuống dưới là sao? Nó không có kéo lên hết được cái tóc ta. Cái tóc để sụ sụ khó chịu quá. Trời mấy người ghi đầu mà thấy sợ luôn. Cười ỉa. Cười ỉa. Tao bị đau mà nó cười ỉa thằng này. Quá ác độc. Má tức, tức lắm đúng rồi. Nguyễn Thị Bảo Trân tức quá mọi người ơi. Tức ké nè chứ. Má Ngọc Như này tức ké nè mọi người. Mệt mỏi ghê, mình cũng mệt mỏi. Các bạn hãy share livestream này ủng hộ mình cái. Các bạn ơi, các bạn hãy share livestream ủng hộ Bảo. Kỳ này share nhiều lần hơn đợt trước. Hãy share nhiều lần hơn đợt trước để ủng hộ tinh thần của Bảo. Lấy lại mood, tự nhiên đang cởi hay á. Má nó làm một cái phát cái tụt mood luôn các bạn. Đang ở trên vậy nè, ăn trên trời nè, không? Nó phụ cái phèo, giọt cái đùng đó xong rồi mất mood luôn mọi người. Uổng mood quá. Các bạn biết mỗi lần mà kể chuyện ma mà có mood rất là khó không? Mà rất là khó mà để gọi là có mood để kể mà livestream đó mọi người. Tức không Huy Chương? Tức không em? Anh tức quá em. Anh tức dễ sờ luôn em. Hello Mon Mon nha. Don't care, really don't care. Because Saranina, Nonatiana. Hey. Tao tức gần chết. Mấy bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Phúc ơi, tôi bị ao hoài à. Bữa giờ tôi cứ bị ao. Hello Nguyễn Hiếu nha. Rồi để bảo kể tiếp các bạn xem livestream lại giùm Bảo nha. Để Bảo vô lại đọc comment các bạn bằng cái điện thoại này. Bảo tức quá bạn. Trời đổ mồ hôi hột luôn. Máy lạnh tự nhiên xong đây không lạnh vậy ta. Nhà cúng quá trời tao tức. Nhà cúng quá trời tao tức. Yeah. Hello Nguyễn Hoàng Bảo ơn nha. Hello Ngọc Phụng nha. Phan Thạch vô chưa ai vậy em. Hello Tuấn Trần nha. Hello Phan Thạch nha. Hello Bảo Thiên nha. Hello Trần Đào nha. Trời ơi chửi quá luôn hả mấy bạn. Ok giờ mình đừng chửi nữa, mình đừng khẩu nghiệp, giờ mình kể tiếp nha. Mình kể tới đâu rồi ta? Mình kể tới... Hỏi. Ủa các bạn ơi mình kể tới đâu rồi? Hỏi. Mình tức quá mình quên mẹ rồi ta, mình kể tới đâu rồi? Nhiều rồi, hình như là mình kể tới cúng rất là nhiều. Không, được rồi. Mình kể tới cúng rất là nhiều nhưng mà làm như nhiều quá cái nó kiểu giống như là... Nó kiểu giống như là nó đông ma quá. Không thể nào mà cúng kiểu mà xoa dịu người ta được. Mở nhạc lên giùm con má. Rồi. Cái xong rồi á. Bắt đầu mình sẽ kể tới cái lúc mà ông Bành Thị Tội ổng gặp ma. Ông Bành Thị Tội ổng gặp ma mà cái này á. Cái này á là ổng thấy luôn. Ổng thấy luôn. Cái hôm đó là cái bà Ngọc Như á, bà dắt hai đứa con của bà là cái bạn Minh Tuệ là vẫn còn bé bé bồng bông nha, hai má hồng hồng nha, má hay hay. Với lại cái thằng con, thằng anh của bạn Minh Tuệ là 2 tuổi. Thì đi đâu đó. Đi nhà trẻ, đi đâu đó. Thì cái ông mà Bành Thị Tổ này, ổng ở nhà chỉ có một mình thôi má, alone. Cái khi đó là ổng vừa đi coi tôm và series về. Bỏ vợ con ha, kỳ này ổng gặp. Cái ổng vừa open the door mở cửa ra, trời. Cái hả, ổng đi vô trong nhà. Thì mình nói với bạn rồi, thí dụ mà con mắt các bạn đang nhìn vậy đúng không? Đó là như Bảo đang nhìn nè. Thì mình vẫn có thể cảm nhận được hai bên đây là có người hay không. Đó là con mắt mình có thể bao quát mình, nhưng mà mình chỉ không có thể là nhìn rõ là có ai thôi. Sau đó là cái ông Bành Thị Tổi này, kiểu mà khi mà mắt ở đây nè, mắt đang ở đây nè, thì cảm giác là ở bên cái giường có người. Thì ổng tưởng là vợ ổng, ổng tưởng là cái bà Ngọc Như. Cái sau ổng mới nói là ủa, anh nhớ là em nói là em đi đâu mà em sao tự nhiên đó vậy đó, ví dụ như vậy đó. Anh nhớ là em nói với anh là em hôm nay em đi đâu mà em dắt con đi đâu mà sao tự nhiên em lại ở nhà đó, ví dụ vậy. Hết hồn á. Là vừa nói vừa quay qua cái ớt hồn giật mình hú hồn chim én. Là ông thấy nguyên một cái con người mà cái mặt như cái mâm. Cái mặt như cái mâm. Là thành quỷ rồi các bạn. Mà thành kiểu giống như là thành tinh rồi đó. Thành tinh rồi đó. Cái mặt như cái mâm. Là khi mà một cái
coi là tử vong đi, xong rồi lên quỷ, xong rồi lên thành tinh. Là thành tinh là cái mức cao nhất. Thì các bạn biết hả, là cái mặt của nó có thể biến dạng. Nó có thể biến dạng, thí dụ như là có những người thấy những cái người cá luôn, mà kiểu như là nửa đêm á, mà đang ngủ mà có một cái câu chuyện sâu về sau bạn sẽ kể cho các bạn nghe á, là cái mặt á là cái mặt của con cá, mà cái người á là của con người á, là thành tinh á. Cái mặt của cái người đó như là một cái mâm mà nó bự, mà nó dẹp ra như vậy nè. Các bạn tưởng tượng một cái mặt mà nó dẹp là như là cái bánh tráng dừa vậy đó. Trời ơi, cái ông ba ổng sợ quá, cái ông Bành Thị Tỏi ổng sợ quá, nhưng mà ổng vẫn phải gọi là, ổng vẫn là phải là chống trả chứ, các bạn hiểu không? Ổng vẫn phải là chống trả. Ổng có sao đâu. Ôi lộn hai phượng. Ổng kêu ui, ổng cầm cái chổi đó, tại vì ở nhà này chỉ có một cái vũ khí duy nhất là cái chổi thôi. Cái chổi đi quét nhà để ở kế bên ngay cửa. Để ngay cửa đó, thường thường cái chổi ta để ngay cửa, thì cái nhà này chỉ có một cái vũ khí duy nhất, đó là cái chổi trà, cái chổi phù thủy. Thì cầm cái chổi lên, ui. Ổng vừa đuổi mà ổng vừa chửi thề, xong ổng đi ra khỏi nhà luôn mọi người, ổng đi ra lại cái quán kem mà để ngày ngày mà ổng coi tôm series, ổng đi ra lại cái quán kem đó luôn, ổng không có dám về nhà. Ổng đợi chừng nào mà giờ ổng về nhà rồi, giờ ổng vô nhà rồi ổng mới vô. Đó. Một cái lần đó là lần thứ nhất, và lần thứ hai á ổng cũng thấy y chang giờ ổng luôn, là đang nằm trên giường mà thấy có người mà đi lên trên cầu thang. Có người đi lên trên cầu thang, cái bóng chân của người đi lên trên cầu thang, mà cái lúc này á ổng chạy lại, ổng mở cái rèm ra thì không thấy người đó đâu, mà kiểu như là cái lúc mà ổng chạy lại là cái người đó vẫn còn đang trên đường đi lên cầu thang, lên trên các lửng á, mà ổng chạy lại cái nhanh, ổng mở cái rèm ra một cái là ổng không thấy cái người đó đâu hết. Hoàn toàn biến mất luôn. Rồi còn vợ ổng nữa là cái bà Ngọc Như á, thì cái đỉnh điểm nhất của bà á là bà đang ngủ nha các bạn, ngủ trưa. Thì cái lúc đó là cái giờ ổng đi coi tôm series rồi á, thì bà ngủ trưa, bà đang ngủ vậy nè, ngủ ru co ngủ, xong rồi tới bà ngủ thì đang ngủ bà đang ngủ vậy á, thì tự nhiên lúc hồi bà thấy có ai khều chân bà, thì lúc hồi bà mở mắt ra, thì các bạn biết hả, nguyên một cái người mà bà nói hả là mẹ của cái bạn Minh Tuệ kể lại đó, là cái bà Ngọc Như á, bà nói hả là nguyên một cái người mà cái mặt đỏ kè luôn, đỏ giống như Mai Lê Ao nè mọi người, đỏ như vậy nè, nguyên một cái người mà mặt đỏ giống như là hát bội gì đó, mà đang cười nè, kéo chân bả, xong rồi bả leo lên lại nha mọi người, là có nghĩa là cái người đó giỡn với bả tới mức độ mà bả kéo cái chân bả mà xém té xuống dưới giường luôn, mà bả phải leo lên lại, gì nè, bả đạp chân luôn á. Cái xong rồi bắt đầu cái bà Ngọc Như này bả sợ quá, cái người này không phải người mà nó cười, mà nó nhe răng ra luôn, răng bảo trắng vậy đó, tính răng 2 ngày lần á mọi người, lộn 1 ngày 2 lần á mọi người, lộn, em xin lỗi cả nhà, em xin lỗi, em có tội, em vỗ vô vú qua cái xin lỗi mọi người. Xong rồi á, cái nó cười bả, nó nhe hàm nanh ra, đó, nó nhe cái hàm gáo dừa của nó ra. Cái xong rồi bả sợ quá, bả niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bả niệm một cách rất là từ bi luôn, bả niệm mà kiểu có tâm á. Thì cái lúc này cái con ma á, các bạn, cái con quỷ mặt đỏ á, nó vẫn cười nha, cái nó kêu, nó nói chuyện với bả luôn mà. Trời ơi, mà nó nói chuyện với bả như là friend vậy đó mọi người, như là bạn thân vậy đó. Nó kêu chứ, trời đất ơi, người ta giỡn có chút xíu mà tự nhiên niệm Phật, làm gì căng quá vậy. Trời ơi, làm gì căng quá vậy, người ta giỡn chút xíu mà niệm Phật dữ vậy. Thôi, không thích giỡn nó thì thôi. Cái xong nó bỏ nó đi. Trời ơi, làm như bạn bè mà kiểu giống như, trời ơi giỡn xíu làm gì căng vậy má, làm gì căng vậy má. Thôi không giỡn nữa, không chọc nữa đâu. Kiểu bạn bè vậy đó, các bạn thấy giống bạn bè không? Cái xong nó bỏ đi nha các bạn. Người của nó, cái mình của nó, cái thay của nó quay đi, bỏ đi lên trên gác, mà cái mặt vẫn ở yên. Có nghĩa là các bạn biết nó quay 180 độ, nó quay cái người nó 180 độ, mà cái mặt nó vẫn như nè, là có nghĩa là thấy nó quay qua thấy cái lưng luôn, nhưng mà cái mặt của nó vẫn giữ yên như nè, nhìn bả nó cười, nó đi từ từ, mà cái mặt của nó vẫn nhìn bả cười đó. Các bạn thấy nướng lượng ở động, các bạn thấy con này nó khùng không, đi kể chuyện mà nó cứ đi vòng vòng mà nó chiếm spotlight của mình đó mọi người, nó tính chiếm spotlight của center Bảo Bảo đó mọi người.
Cái xong rồi đó, đỉnh điểm của cái ngôi nhà này là cái con bé Minh Tuệ, cái bạn Minh Tuệ gửi câu chuyện này cho Bảo. Bạn khóc hoài luôn, đêm nào bạn cũng khóc thét lên. Cái xong rồi những cái người hàng xóm á, những cái neighborhood kế bên á, thấy như vậy mới gọi là giống như là đi qua giúp đỡ, mới gọi giống như là support đó. Trong game gọi là support đó, support AD đó. Ừ. Thì bắt đầu mới vô support cái nhà của bà Kiệt Ngọc Như với lại cái ông Bành Thị Tỏ là ta thấy con mày nó khóc vậy á, đưa cho cục nhang, đưa cho cục nhang kêu đốt đi. Tối nó tối mà cái giờ nào mà mày canh giờ nào mà nó ngủ được, cứ mày cứ đốt cái nhang này lên. Cứ đốt cái cục nhang này vào cái giờ đó là nó sẽ im, nó không có hóc nữa. Đó. Thì cái bà Ngọc Như này á mới nghe theo, mới gọi là đốt cái nhang đó. Thì cứ hễ tối mà khoảng 3 giờ mà cái bạn Minh Tuệ mà khóc á, là cái bà Ngọc Như sẽ đốt cái nhang lên, mà đốt cái nhang lên là cái bạn Minh Tuệ im không khóc nữa. Ghê không? Ghê, ghê ha. Magic. Má phép màu quả lờ, phép màu vờ lờ luôn. Cái xong rồi hả, cái bắt đầu khoảng 3 tháng sau thì cứ mỗi lần làm vậy là cứ bật cái nhang nó lên là để hết khóc. Thì bắt đầu mấy cái người hàng xóm mới khuyên, mới gọi là nói với lại cái ông Bành Thị Tỏi với lại cái bà Ngọc Như là thôi đừng có ở đây nữa, tụi bay chuyển đi, tụi tao thấy lo cho tụi bay á. Bởi vì cái con Minh Tuệ nó còn nhỏ, nó nhỏ lắm, chưa đủ tuổi, chứ nó cũng tự tin lắm á, nó nhỏ. Mà cái thứ mà tụi bay thấy ở trong nhà tụi bay á, tụi tao thấy luôn á, tụi tao đứng ở ngoài mà tụi tao thấy luôn á. Là có nghĩa là cái lúc mà đi lên trên cầu thang á, là sẽ đi ngang cái cửa sổ, là mấy cái người đứng ở ngoài người ta thấy luôn á. Tại vì người ta biết ở trong nhà này có bao nhiêu người. Tại vì ngày xưa mà các bạn hàng xóm gói gọn với nhau mà nhìn một kiểu giống là quan tâm tiếp xúc nhau là biết nhà có bao nhiêu người. Cái lúc mà trộn mà kể mà ướn da gà, da vịt, da bò, da heo, da đủ thứ da nó nổi nè. Cái lúc mà những cái người ở trong nhà, ví dụ như ông bà Ngọc Như hay ông Tỏi á, mà ông thấy đi lên trên cầu thang, cái bóng người đi lên cầu thang á, là người ở ngoài mà người ta nhìn vô là người ta cũng thấy luôn á. Là tại vì đi ngang cái cửa sổ, người ta đi, sau khi mà nó đi ngang, đi lên cầu thang thì nó sẽ đi ngang cái cửa sổ trên đó là thấy nó đi ngang qua luôn. Cho nên cái người hàng xóm người ta cũng rất là sợ, rất là lo cho. Trời ơi, mệt quá bèo. Lên trên đây tao không muốn mang tiếng gọi là hành xử không đẹp với động vật, cho nên tao mới nhường nhịn mày đó. Không được cắt, rồi thì bắt đầu thì kiểu giống như là sau đó thì gia đình này cũng chuyển đi, thì bắt đầu mới quyết định ra nhà ngoại ở. Thì như Bảo cũng nói á, là nhà ngoại có nghĩa là nhà mẹ ruột của bà Ngọc Như á. Như Bảo cũng nói với các bạn là lúc đầu mà chuyển ra ngoài ở riêng á là có một cái chút trục chặt với lại gia đình bên nội, là có nghĩa là gia đình mẹ với lại ba của cái ông mà Bành Thị Tỏi á, cho nên mới chuyển ra ngoài. Thì sau này mới gọi là chuyển về lại bên ngoại ở, thì bên ngoại cũng giúp đỡ chuyển qua ở. Mà các bạn biết không, chuyển qua bển vẫn chưa xong á, chuyển qua bển vẫn có chuyện. Bảo mới kể chuyện cho các bạn nghe nè, bạn đó mới kể chuyện cho Bảo, thì Bảo mới kể lại cho các bạn nghe đó. Thì khi mà gọi là giống như là chuyển về bên ngoại á, thì lúc đó là bạn đã cũng đã bắt đầu học tiểu học rồi, cũng đã bắt đầu đi học tiểu học, học cấp 2 đồ gì đó Bảo cũng nhớ. Thì cái nhà bên ngoại của bạn á thì cũng có 2 tầng, một tầng là tầng ở dưới và một tầng là tầng trên lầu. Thì cái tầng trên lầu á, tầng trệt và lầu một, thì ở trên lầu một á, sorry mọi người, nãy mới ăn bún thái, sorry nha, hơi chua. Thì cái lầu một là để dành để thờ cúng ông bà tổ tiên. Mà xung quanh ở dưới cái chỗ mà thờ cúng ông bà tổ tiên, nó có những cái bịch gọi là những cái ụ, những cái chỗ mà bạn Minh Tuệ nói với Bảo là những cái chỗ đó là nó bừa bộn lắm, nó gom vô cục vậy đó, nhà ai chắc cũng có một cục như vậy. Thì chỗ đó ít ai đụng vô lắm, bởi vì nó để rất là lâu như vậy rồi. Mà trước đây á là có một cái ông cậu đó, ông ở đó, cái ông cậu trong gia đình mà kiểu như là anh em với lại cái bà Ngọc Như á, ông ở đó. Nhưng mà sau đó ông đi lên trên Sài Gòn ông ở, thì bắt đầu kiểu giống như là gia đình này mới có thể chuyển vô chồng ở, mà ở trên lầu á mọi người. Mà các bạn biết hả, là cái nhà này á, nó có cái diện tích mà gọi là hình chữ L đó mọi người, hình chữ L đó. Thì cái nhà như vậy đúng không, thì nó L ra đằng sau nữa, L ra đằng sau đó là cái khúc đây nè, ở đằng sau á thì nó có một cái gốc cây mận rất rất
có một cái gốc cây mận trắng rất là to. Và cái bạn Minh Tuệ nói với Bảo á, là ngay cái chỗ cây mận đó, trái mận không có hộp á, rất là ngon mọi người. Bạn Minh Tuệ đó bả trái bò chét luôn á, ăn rất là ngon, ăn rất là đã. Mà bà ngoại của bạn Minh Tuệ không có cho bạn Minh Tuệ đó hái. Và đặc biệt là không hiểu lý do tại sao mà không cho ra hái vào lúc 12 giờ trưa. Ngộ ha, không cho ra hái vào lúc 12 giờ trưa, cứ ra hái và kiểu như là con nít mà mình thích thì mình ra mình hái mình ăn chơi thôi, ăn cho vui. Cái cứ bị la hoài cho nên bạn cũng không có ra ngoài để gọi là giống như là hái trái trái mận nữa. Mà ở ngay cái chỗ trái mận là cái chỗ mà có cái vòi nước để gọi giống như là mỗi lần mà mình ăn uống xong mình sẽ ra ngoài để gọi là rửa chén. Thì ở được một khoảng thời gian thôi, nhập một cái khoảng thời gian ít thôi, chưa đủ để trải nghiệm thì phải đi nữa, bởi vì là cái ông cậu đó về lại đó thì kiểu như là gia đình phải đi ra thì để chừa chỗ cho ông cậu ở. Nói chung gia đình của bạn này cũng rất là tội nghiệp, nói chung là gia đình của bạn này cứ bị đùng đẩy hoài, nó cũng rất là khó khăn cho cái gia đình của bạn này. Cái sau này bạn, mấy bạn, gia đình của bạn Minh Tuệ lại quay trở lại cái ngôi nhà bên ngoài nữa để ở nữa, vì cái ông cậu ổng lại đi, trời coi ổng lại đi nữa thì gia đình bạn quay lại ở. Thì lúc này mới có chuyện, lúc này bạn đã lớn rồi thì bắt đầu nó mới có chuyện. Thì cái lúc đó là vào năm 2010 á, thì bạn về lại nhà ngoại của bạn ở một lần nữa. Thì cái lúc đó bạn đã học lớp 10 rồi và bạn còn có một cái đứa em 3 tuổi nữa, còn có một thằng bé em 3 tuổi nữa, tổng cộng là ba anh em đó. Thằng anh sinh 93, thằng nhỏ em sinh 595, đứa em trai 3 tuổi mà lúc đó sinh hơi mệt quá đừng tính. Thì bắt đầu á kiểu ở trên gác thì bắt đầu bây giờ nó mới xảy ra rất là nhiều chuyện. Thì các bạn biết hả, là mỗi lần á mà bạn gọi là bạn Minh Tuệ mà bạn ngồi học bài á thì bạn luôn có một cái cảm giác giống như là đó có ai đang nhìn mình, có ai đó đang nhìn mình gì đó mọi người. Cái bạn không học được mà mỗi lần mà kiểu mà giống như là có ai đó đứng sau lưng mình, cảm giác có ai đó đứng sau lưng mình luôn. Mà đêm thường thường có một mình bạn Minh Tuệ học à, bởi vì á là bạn Minh Tuệ học rất là siêng, học siêng nhất trong nhà. Mà bây giờ nhà có hai anh em đang đi học á, còn cái thằng kia mới 3 tuổi học hành gì má, thì cái giờ đó tao ngủ hết rồi. Thì bạn Minh Tuệ đang làm bài nè, học bài nè, thì có cảm giác giống như là có ai đứng sau lưng mình, khó chịu lắm. Các bạn tưởng tượng đi, đêm mà các bạn ngồi học bài có một mình với lại một ngọn đèn đó, cái ngọn đèn mà nó giống như cái ngọn đèn này nè đó, mà đang học một mình thì tự nhiên đang ngồi trên bàn mà tự nhiên giống như có ai đó đứng sau lưng mà kiểu mà hơi thở của người ta nó cứ kiểu mà mình cảm nhận được cái hơi á, thấy khó chịu không, thấy sợ không. Thì bạn Minh Tuệ nha, mỗi lần mà bạn cảm giác vậy là bạn quay qua không thấy ai hết, cứ vậy đó các bạn, cứ cảm giác có người mà cứ quay qua là sẽ không thấy ai hết, không thấy một bóng dáng một người nào hết. Cái xong rồi chị nó cũng bỏ qua đi, mình kể vô cái chuyện chính là cái bạn Minh Tuệ này đó, bạn học á là thường thường là bạn học buổi sáng, sau đó thì bạn sẽ kiểu giống như là đi về, buổi trưa là bạn đi về và chiều á là 3 giờ thì bạn sẽ bắt đầu đi học, gọi là học thêm hay học gì đó bảo cũng nhớ, tại vì hồi đó là mình có học thêm mà không biết giờ mấy bạn còn học thêm không. Thì 3 giờ là sẽ đi học thêm. Thì thường thường là trưa 11 giờ mấy, 12 giờ là đi về nhà là để ngủ trưa và sau đó là 3 giờ học thêm. Mà các bạn biết hả, là cái giờ đó thì anh của bạn là đi học rồi, anh của bạn là đi học giấc chiều đó, còn ba mẹ của bạn đi làm, còn thằng em thì gửi nhà trẻ, còn bà ngoại lớn tuổi rồi thì bà ngoại ngủ ở dưới nhà. Bà ngoại thiệt sự là lúc đó bà ngoại của bạn Minh Tuệ cũng lớn rồi, bà ngoại cũng không có biết là cháu mình về hay chưa, cũng không quan tâm cái chuyện đó, không quan tâm chuyện đó. Thì cứ bà cứ ở dưới nhà, còn bạn lên trên gác ngủ. Mà các bạn biết hả, cứ tới gần 3 giờ trưa là bắt đầu bạn Minh Tuệ đang ngủ rồi nè. Bạn Minh Tuệ bạn đang ngủ vậy á, thì tự nhiên bạn Minh Tuệ bạn nghe có cái tiếng gọi, bạn kêu là Tuệ ơi, Tuệ dậy đi học đi con, dậy đi học đi. Cái bạn Minh Tuệ bạn cũng kiểu ủa ai kêu mình vậy ta. Cái bạn Minh Tuệ bạn kiểu mà nghe tiếng kêu vậy xong rồi bạn cũng buồn miệng bạn trả lời lại á, bạn kêu là ôi trời ơi nay thứ ba mà, thứ hai thứ tư thứ sáu mới đi học. Mình thường thường là mình cách ngày ra, mình học là học vậy đúng không, học là 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì thường thường là mình sẽ học như vậy. Thì bạn Minh Tuệ là thứ ba thì bạn đâu có đi phải đi học đâu, thì bạn mới nói vậy. Thì tự nhiên bạn nói vậy xong cái tiếng nói đó im. Cái lúc này bạn mới sực nhớ ra, ủa
giờ này ba mẹ mình đâu có nhà. Ủa ai kêu mình vậy bà? Cái giọng bà ngoại mình nó không có như vậy. Cái giọng bà ngoại mình nó không có được trẻ trung như vậy, không có được năng động sôi nổi như vậy. Cái bắt đầu cái bạn này mở mắt ra vậy nè, vừa mở mắt ra liền luôn. Mà cái tiếng nói các bạn nghĩ đi, cái tiếng nói đó nó mới vừa gần ở bên tai thôi mà bây giờ nó biến mất. Thấy nó vô lý không? Thấy nó vô lý không? Cái xong rồi bạn vừa mở mắt ra liền thì ít nhất là mình phải thấy cái người đó liền chứ, đúng không? Hoặc là mình phải thấy cái bóng dáng người đó đi. Không thấy ai hết má, không thấy bất cứ một ai hết má. Cái lúc này bạn sợ rồi, bạn chạy tuột xuống dưới liền luôn. Bạn chạy tuột xuống dưới thì bạn thấy bà ngoại của bạn đang nằm ngủ ở dưới nhà. Nhà không có ai hết, có mình bà ngoại với bạn. Trời ơi, Là sao trời. Rồi xong nha. Thì bắt đầu bạn mới nói lại với là mẹ của bạn. Thì mẹ của bạn cũng im, mẹ của bạn cũng không nói gì hết á. Sau này á thì khi mà Nhà này nói chung là cái nhà này cũng rất gặp rất là nhiều cái hiện tượng các bạn, rất là nhiều hiện tượng. Tới nỗi mà sau này á mới phát hiện ra. Cái khúc này mới ghê nè má, khúc này mới ghê nè. Phát hiện ra là vậy nè. Hôm đó có bà dì, bà dì đó tên là Dương Di. Cái bà dì đó bà tên là Dương Di. Cái xong rồi bà kiểu giống như là bà qua bà thăm nhà đó. Rồi xong rồi bà qua sẵn tiện, kiểu giống như là người trong gia đình, các bạn hiểu là sẵn tiện qua coi nhà, trong cái nhà đó có cái gì lấy được lấy về nhà xài á mọi người. Đó kiểu giống vậy đó, kiểu giống vậy. Y chang nhà gia đình bảo cũng có những người y chang vậy. Giống vô cái lút đồ mọi người, lút đồ làm như trên PUBG mọi người. Cái vô lút đồ vậy nè mọi người. Đó lút đồ nè. Ê tao cần đạn 7, tao cần đạn 5 nha. Ê cái khẩu AK ra kìa, AKM kìa. Đó vô lút đồ. Đó là vậy đó. Cái hôm đó cái bà gì tên Dương Di, bà cũng vô bà lút đồ đó mọi người. Bà cũng vô bà lút đồ. Cái bà đi lên trên, bà hôm đó bà không ấy, bà đi lên trên trên gác của cái trên cái lầu mà của cái gia đình của bạn Minh Tuệ ở, là có cái ông Mạnh Thị Tội với lại cái bà Ngọc Như ở đó. Bà lên trên tại vì bà nói các bạn là ngay đó có cái bàn thờ, mà các bạn biết bà cái bà Dương Di á, bà vô cái bàn thờ đó mà bà lút đồ trong chổng á. Ở dưới cái bàn thờ nó có một cái ụ, có một cái tập tuyệt, có một cái tập tuyệt đó mọi người. Vô bà môi ra, bà phát hiện ở trong chổng có hai, ở bên trong đó, ở bên trong cái ụ đó nó có ba cái bao tay nải. Mà khi lôi ba cái bao tay nải đó ra, trời má, phát hiện bên trong toàn xương người không. Vậy mới ghê. Mà các bạn biết hả, là cái lúc mà bạn cái lúc này á thì bạn kiểu như là cái lúc này thì các bạn Minh Tuệ bạn mới nhớ lại, mỗi lần mà bạn quét dọn cái bàn thờ là bạn thấy là ở trên bàn thờ nó có mấy cái hạt xương, hạt kiểu giống như là xương người vậy đó. Không phải xương động vật hay xương gì đó mà trắng toát ra, nó để trên bàn thờ. Gì? Hạt xương người. Không biết nữa. Bạn nó kể là cái xương mà không biết dùng từ sao, một cái mảnh. Cái hạt xương. Ok, em chấp nhận, em xin lỗi, em dụ vú ba cái, 1 2 3 nha. Là cái mảnh xương. Đó, mà lâu lâu cứ thấy vậy, nhưng mà mới lúc đó lút đồ, khi mà bà Dương Di bà đang vô lút đồ á thì phát hiện có ba bao xương người. Vô lý vờ lờ. Cái bắt đầu á, cái lúc này bạn Minh Tuệ bạn kiểu mới giống như là bạn muốn đái tháo đường rồi, bạn run hai chân vậy nè mọi người. Bạn đứng không vững luôn, hai cái chân bạn run run vậy nè, đứng không vững thiệt. Trời ơi, các bạn nghĩ đi, xương người mà nó trắng tệp, nó đang nằm ở trong cái, nó đang nằm trong ba cái bao tay nải là biết bao nhiêu bộ xương người luôn. Thì á cái lúc này á là kiểu mà teo buri thiệt, là đó giờ là gia đình mình ngủ kế sát người sao? Lúc này là gia đình mình ngủ kế xương người biết bao nhiêu lâu rồi sao, bây giờ mình mới phát hiện. Thì sau đó thì kiểu giống như gia đình tan trường, gia đình kiểu giống như là sau đó thì bắt đầu khi mà lôi ba cái bộ xương đó ra là bị gặp hoài, bị gặp ma hoài, bị phá hoài luôn. Nhiều khi ma mà nó đi lại trong nhà mà nó đi cho thấy luôn. Cái lúc này lôi ra rồi mà không hiểu tại sao cái lúc mà lôi ra thì nó lại càng bị nặng hơn, tới cái mức độ mà gia đình này kiểu giống như là phải bán nhà luôn. Gia đình của bạn Minh Tuệ phải bán nhà luôn. Sau một cái trận bà Dương Di vô lút đồ thì gia đình bạn Minh Tuệ bán nhà luôn, không có ở nữa. Thì mới chuyển sau đó may mắn sao mới bán được cái nhà, mới chuyển sang nhà khác. Thì bắt đầu mẹ của bạn Minh Tuệ là cái bà Ngọc Như, bà mới các con ngồi xuống đi, mẹ sẽ kể cho các con một cái câu chuyện mẹ không muốn giấu nữa. Rồi cái lúc này nha má, đợi xong xuôi rồi mới không muốn giấu thì bà mới kể ra là cái ông cậu mà đi về á, ngày xưa ổng có đi lính, có một cái ông cậu nữa kiểu giống như là ổng cũng gần không phải cái ông cậu đó nha, lộn, có một cái ông cậu ngày xưa ổng đi lính, thì kiểu như là ổng đi lính cái rồi ổng thấy kiểu
ổng đi ổng đi lính xong ổng mới gọi là thấy gọi là xương người á mọi người. Ổng đi lính mà ổng thấy xương người kiểu giống như là ổng không phải là ổng đi lính nha, không phải là ổng đi lính cái thời chiến mà ổng đi lính sau này á. Ổng đi lính sau này rồi xong ổng đi tới chỗ này chỗ kia á, thì ổng mới phát hiện là có rất là nhiều bộ xương người mà ổng không biết là của nhà ai, thì ổng mới gom về nhà. Các bạn thấy thấy khùng không? Thấy khùng không? Thấy cái ông cậu đó, ông thấy ông nói, ông mới nói là khi mà ông gom xương về á, ông gom mấy cái bộ xương người về á, về nhà để nha má. Xương người lạ thấy ta tội quá, thấy được bộ xương đó thấy ta tội quá, nằm đứt tội quá, đem về nhà bỏ bao bỏ dưới bàn thờ nhà mình vậy đó. Nghĩ gì vậy ta? Ủa nghĩ gì vậy ta? Cái ông để đó cái xong rồi bà Ngọc Như là bà chị của ông mới nói ủa em đem cái quần què về gì em? Bể biết em đem cái quần què gì vậy em? Bể biết. Ông mới nói là ông mang xương hổ về. Ủa Việt Nam nhiều hổ tới vậy hả? Ủa bộ Việt Nam dư hổ lắm hả mà có xương hổ để mang về? Ông nói là ông mang xương hổ về mốt là ông làm cao bí đao. Ông làm cao gì đó không biết, cao bí đao cao gì đó, dưỡng da, dưỡng da phay ủ trắng ngâm nè. Ông quyết ông làm gì á? Không, làm xương hổ có thể làm cao gì á, quên rồi. Cao hổ cốt. Ủa làm gì? Là gì sức sao bớp hả? Ờ chắc vậy á, nói chung vậy. Nhưng mà về sau, về sau phát hiện là xương người, phát hiện là xương người. Nhưng mà ổng bắt gia đình là để đó, kiểu như là gia đình cũng sợ không dám đụng vô. Đó là một nha. Còn chưa, hồi đó đó, hồi ba lạy con đừng có gặm cái đồ kê mà ba kể chuyện nữa con. Đó con đi xuống dưới đi, đi chơi đi con. Cái xong rồi á, về sau này á thì kiểu như là hồi đó là gia đình nhà bên bà Ngọc Như á, là với lại mẹ bà Ngọc Như á, là cái nhà chỉ có hình chữ Y thôi. Sau này ra hình chữ L là có nghĩa là bà mua cái đất phía sau nhà ta bán rẻ như cho. Bán rẻ như cho nha, hãy nhớ lại cái câu mà hàng rẻ là nó cũng có cái điều bất thường của nó nha mọi người, chứ không phải là tự nhiên mà nó rẻ đâu. Cái khu đất phía sau á là sau này trở thành chữ L của bà đó. Là bà mua lại mà nó rẻ quá bà mua, thì đồng nghĩa nó có cây mận. Bởi vì sao? Là cái nhà trước đây á, nó có cái khu đất đó đó, thì nó mới gọi là làm lại cái nhà. Mà tại sao nó lại chừa cái chỗ cây mận ra, nó không phá cái cây mận để nó kiểu giống như nó xây nguyên cái nhà bự đi? Không, lý do là vậy nè. Cái lúc mà nó xây nhà á, thì nó đào lên nó phát hiện á, là ở dưới đó nó có một cái mộ, một cái hòm màu đỏ. Các bạn hiểu không? Thì cái lúc đó cái nhà đó mình tạm gọi là cái nhà của cái ông Huy Trương đi. Đó, thì cái nhà của ông Huy Trương đó, ông mới mua cái đất đó thôi, thì ông mới gọi là làm cái nhà, xây cái nhà. Thì cái lúc mà cái ông Huy Trương đó, ông đào cái đất lên đó, thì ông mới phát hiện ở dưới có một cái hòm màu đỏ. Ông mới lắp cái đất lại, ông chưa có mở cái hòm ra xem, ông mới lắp cái đất lại. Thì sau khi mà ông lắp đất lại thì ông hỏi cái ông đó, ông mới hỏi lại cái ông bán đất cho ông á, thì kiểu giống như là kêu ổng tới coi là đem cái hòm đó đi. Thì cái lúc này cái ông đó, ông tới gặp cái ông Huy Trương, xong rồi hai ông đào lên á thì không thấy cái hòm đó đâu. Cái xong rồi ông Huy Trương ổng mới nói ông kêu ủa đâu ta, hả con đĩ bán đất, ủa đâu ta. Ổng cứ hỏi hoài luôn. Ông Huy Trương nói ủa gì kỳ vậy ta. Cái xong rồi, nhưng mà mỗi lần mà ổng muốn xây nhà mà sang cái khu đó đó, cái khu mà phát hiện cái hòm á, là không có được, nó cứ bị phá hoài hay là cứ bị gặp chuyện hoài. Nên sau này ông Huy Trương ông mới quyết định là bán cái chỗ đó đi. Thì sau này cái chỗ đó mới mọc ra cây mận, tự nhiên mọc ra cây mận nha mọi người. Thấy vui không? Tự nhiên mọc ra cây mận vậy đó. Tại vì cái chỗ đó cứ bị gọi là mỗi lần xây là gặp chuyện á. Cái sau đó ông bán cái mảnh đất đó, cắt cái mảnh đất đó ra bán lại cho cái gia đình của cái bà mẹ của bà Ngọc Như. Đó, thì sau này cái gia đình của mẹ bà Ngọc Như trở thành cái mảnh đất khu chữ L. Thì sau này á thì mới biết đó là cái đêm nào mà mẹ của bà Ngọc Như á cứ nằm mơ thấy một người con gái, và cái người con gái đó cũng chính là cái người con gái mà kêu cái bạn Minh Tuệ dậy đi học á. Người con gái đó 18 tuổi. Người con gái đó 18 tuổi tên gì á bảo cũng quên rồi, mà cứ bị cái người con gái đó báo mộng hoài, cho nên lý do tại sao á mà cái bà ngoại của bạn Minh Tuệ cấm bạn Minh Tuệ ra ngoài đó hai mận là vậy á. Mà các bạn biết hả, kiểu giống như là người con gái đó chết lâu á, mà cái hòm màu đỏ á, các bạn biết hả, lâu lâu á mà kiểu giống như là rằm hay mùng một gì á, là cái nhà mà mỗi lần đi ra khỏi nhà là thấy có nguyên một cái chiếc hài màu đỏ.
nguyên một cái chiếc hài màu đỏ nha, kiểu giống như là một cái hài cổ á, màu đỏ, nó ở trước nhà vậy, nó đặt trước nhà chơi vậy. Ghê không? Thì sau đó bán nhà được rồi thì đỡ, đỡ thôi. Chưa, còn chuyện nữa má. Rồi bây giờ bạn sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo của một bạn đó tên là... Bạn đó tên là gì nhỉ? Mọi người đoán thử xem nào. Bạn đó tên là... Julian. Ở lộn, cái đó là biệt danh thôi. Tên thiệt của bạn đó tên là... Bạn tên là... Lãnh... Lãnh Dương Mạc Anh. Bạn đó tên là Lãnh Dương Mạc Anh. Đó. Thì bạn... Mình gọi cái bạn đó tên là Mạc Anh đi ha. Và mình sẽ đặt thêm một cái câu chuyện đó nữa. Cái câu chuyện đó... Bạn có một người bạn gọi là... đi theo nữa, mình sẽ đặt bạn đi chung với bạn Dương Mạc Anh tên là... Tên là gì ta? La ta. Tên là... Má kiếm tên khó ghê á. Không có tên nào mới mới nè. Đâu ta? À, Uyên Nhi. Thì cái bạn Mạc Anh với lại cái bạn Uyên Nhi là hai người bạn học chung cái trường. Mà hả, ở gần cái trường của cái bạn Mạc Anh với bạn Uyên Nhi á, là nó có một cái gọi là một cái công ty. Mà cái công ty này á, là công ty bị bỏ hoang. Mà các bạn biết hả, là kiểu mà giống như là cái hôm đó mà các bạn Mạc Anh với lại các bạn Uyên Nhi này á, tự nhiên được nghỉ buổi chiều, không biết trường bị gì á, mà đi vô á, cái trường kêu là nghỉ, không có hôm đó không có dạy. Nói chung là trời ơi, bảo cũng thích vậy lắm. Tự nhiên đi tới trường cái tự nhiên kêu là hôm nay nghỉ, hôm nay không có dạy. Trời ơi, vui quá mọi người, đi về. Thì cái bạn Mạc Anh với lại cái bạn Uyên Nhi này á, kiểu mà giống như là rất thích mạo hiểm, rất thích khám phá. Cái dòng mà rất thích khám phá và rất thích mạo hiểm, nó mới cay, nó mới độc, nó mới lạ, thì nó mới dễ gặp chuyện. Thì chuyện là vậy. Thì cái bạn Mạc Anh với bạn Uyên Nhi mới nghe nói là ở gần chỗ bạn ở đó, ở đâu á, ở gần trường á, là nó có một cái công ty mà bị xây dở. Mà cái ông kiểu mà nghe kể là cái ông chủ thầu của cái dự án này nè, ông bị chết. Ông chết khi mà ông làm cái dự án này. Và sau khi mà ông chết thì tiền kiểu như là người nhà ông á, tiền của cái dự án, ông lấy cái tiền của cái dự án đó để gọi là làm đám tang cho ông. Thì sau đó thì cái công ty mà đang xây dở đó, công ty bị bỏ hoang đó, nó không còn được xây tiếp nữa. Và sau này á, người nhà cũng cho người này người kia tới mướn để gọi là để làm công ty, để mở công ty hay là làm gì đó. Nói là nó là bị bỏ hoang như vậy thôi, nó là nó chưa xây xong như vậy thôi, nhưng thực chất là nó chỉ còn cần gọi là sơn lại với lại quét dọn thôi là nó có thể vô ok la rồi, nó đã ok lá rồi, là mình có thể vô mình làm này kia, gọi là ba chéo vào chéo rồi. Trời ơi, hết hồn. Ôi, đừng có nhai pin. Trời ơi, nãy nó cản nó một lần rồi đó. Nhai pin cho giật điện mà không thấy gì không biết đó. Là nó mày tính làm mèo xào giòn hả? Rồi nó còn ngồi lên ổ điện. Trời, nó ngồi lên ổ điện đái hả? Nó sạc điện đít á. Trời đất ơi, các bạn ơi, các bạn nuôi mèo các bạn hãy hạn chế gọi là để mấy cái đồ điện nó cao cao lên nha. Mấy con mèo thích điện lắm, nó hay nằm trên ổ điện lắm mọi người. Mình sợ có một ngày nào mình về cái mèo của mình nó xù lông lên. Rồi sau mình sẽ kể tiếp là kiểu như là cái cho người này người kia mướn lại. Thật sự là khi cần mướn lại là xong vô là mở công ty rồi là làm ăn rất là ngon. Nhưng mà không hiểu sao người ta mướn được khoảng mấy tháng, người ta bỏ của người ta chạy lấy người luôn. Kiểu giống như là người ta không cần cái tiền cọc luôn á. Kiểu như vậy, là khi mà mình ký hợp đồng này kia mình mướn á, là mình phải cọc tiền, đằng này không cần. Bỏ luôn, cho luôn, không có cần chạy luôn. Người ta ở được có 1-2 tháng là người ta đi à. Cái xong rồi á, kiểu như là các bạn, người ta nghe nói là cái vong hồn. Thì mấy bạn này nghe kể là cái vong hồn của cái ông chủ thầu đó, ổng vẫn còn lãng vãng ở đó. Cho nên ổng vẫn còn tiếc cái dự án của ổng. Cho nên ổng mới gọi là không có siêu thoát, ổng không có đi được. Cho nên ổng cứ ở đó hoài luôn. Cho nên người ta không có thể nào mà người ta mướn cái chỗ đó để người ta làm việc. Thì kiểu như là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn gần. Thì bắt đầu các bạn Mạc Anh này, cái bạn Mạc Anh này với cái bạn Uyên Nhi này mới gọi là: hôm nay mình đi đâu thế? Mình đi thăm căn nhà bỏ hoang, gặp ma không cả nhà? Đó vậy đó, thích thám hiểm vậy đó. Cái hai má này đi lên, nhưng mà cái gia đình cái ông chủ thầu mà đã chết á, cũng mướn bảo vệ để gọi là canh cái chỗ đó để không có người ta vô. Người ta tại vì rất là kiểu mà
sợ những cái người mà vô gia cư á, người ta vô trỏng á, người ta ở thì sẽ kiểu như là người ta phá này kia á, thì bắt đầu mới gọi là mướn bảo vệ tới gọi là để canh. Thì các bạn biết hả, mấy bạn này đi vô thì cũng gọi là lén lén bảo vệ đi vô, thì đi vô kiểu như là mình đi vô đúng không, thì ở bên ngoài cái công ty nó có một cái cầu thang mà để gọi là cái cầu thang lúc người ta đang xây dở, mà cái cầu thang đó người ta làm để gọi là để ta đi lên đi xuống á cho dễ á, thì cái cầu thang ngoài trời. Và còn một cái cầu thang mái thì nó đang xây ở bên trong, là nó đã có cái cầu thang mái ở bên trong rồi, nhưng mà nó có cái cầu thang ở ngoài trời. Thì mấy bạn bạn Mạc, cái bạn Mạc Anh này với bạn Uy Nhi thì mới đi cái cầu thang nó đi lên, thì đang đi lên tới tầng 3 thì nghe tiếng của ông bảo vệ: "Ê, ê, hai cô nhỏ kia, đứng lại, đứng lại." Trời ơi, cái câu đó là câu vô dụng, cái câu đó là vô dụng nhất. Mà gặp cướp mà cướp đồ rồi cũng kêu đứng lại, nó đâu có ngu đâu cả nhà yêu, nó đâu có ngu đâu cả nhà. Thì bắt đầu mấy bạn này mới gọi là run devil run đó mọi người. Mấy bạn này chạy ngay cái tầng 3 đó rồi, mấy bạn nó kiểu như là sợ quá, mấy bạn nó mới tấp vô bên trong của cái ngôi, bên cái phòng kế bên của cái tầng 3 đó luôn, cái phòng kế bên của cái tầng 3 đó để gọi là trốn cái ông bảo vệ. Mấy bạn nó nín thở luôn, sợ thở là cái ông bảo vệ không sẽ nghe, cho nên mấy bạn nó nín thở luôn, mấy bạn nó nhấp thở luôn. Mấy bạn nó kiểu giống như là im nha, mày đừng có nói gì nha, nín thở đi, đừng có thở, nó cho ông đừng có biết mình đang ở đây nha. Bây giờ nín thở đi, nín đi. Cái đông rồi á, các bạn biết sao không, cái ông bảo vệ ông tự nhiên ông chạy lên tới tầng 3 rồi, ông lực được ông chạy xuống, nó lạ lỡ chỗ đó đó. Mình cá với các bạn luôn á, cả cái bạn mà gửi câu chuyện đi cho Bảo, cá với anh Bảo luôn, bạn nó nói cá với anh Bảo luôn. Có thể là ông biết cái tầng 3 này bị gì nè, cho nên ông mới sợ. Tự nhiên ông đang hùng hổ chạy lên bắt tụi em, tự nhiên tới tầng 3 rồi ông thấy tụi em đi vô hay gì á, ông lực được ông chạy xuống luôn, ông không có dám đi vô. Chứ bình thường là đi vô bắt được đúng không? Ông sợ quá, ông lực được ông chạy xuống mà nghe tiếng bước chân chạy xuống luôn. Trời ơi, chạy còn nhanh hơn tụi em nữa đó anh. Cái xong rồi á, mấy bạn nó mới gọi là Ông đi rồi. Thì bắt đầu mấy bạn này mới đứng lên rồi mới nhìn chung quanh, kiểu như là ở đó nó có cái, mới thấy lạ. Là tại sao? Tại vì mấy bạn nó nói là cái chỗ này nó bị bỏ hoang, cho nên khi mà đi lên cầu thang, cái cầu thang nó rất là dơ, nó rất là dirty, nó rất là dơ, kiểu không ai dọn hết trơn, chỉ cứ mướn người canh thôi. Tiền đâu mà mướn người dọn hoài, mình đéo có ai ở mà cứ mướn người dọn, đâu có khùng đâu. Đó mới gọi là sao mà chỉ riêng cái phòng số 3, cái phòng ở trên lầu 3 này thì nó lại rất là sạch sẽ, kiểu giống như là cái sơn của nó cũng gọi là sơn mới luôn. Sơn mới luôn chứ không phải là như chỗ khác là đóng rong rêu thấy ghê. Cái rồi hả, mấy bạn nhìn ra ngoài cái cửa sổ thì mấy bạn mới thấy là ủa sao khung cảnh nó không có một cái xe nào hết, cũng không có một tiếng còi xe luôn. Thì bắt đầu mấy bạn này mới sợ, mấy bạn này mới nhớ lại là có những người kể là có những người mà vô tình đi vào cái công ty này á, mà đi lên trên tầng cao á, thì hả tự nhiên nhảy xuống dưới đây tự tử luôn. Kiểu như là do là chỗ mấy bạn ở có rất là nhiều người lợi dụng cái chung cư bỏ hoang này, cũng đó cũng là một trong những cái lý do vì sao mà cái ông mặc phải mướn người bảo vệ ở trên cái chung cư lồng cái công ty bỏ hoang này, phải mướn người bảo vệ ở cái công ty này để coi công ty, tại vì người ta tới đây người ta tự tử các bạn. Người ta mới nói kể là không biết sao người ta đi lên đây á, người ta xong rồi người ta đi chạy xuống lầu người ta tự tử luôn. Thì kiểu như sau đó thì tự nhiên cái con Uyên Nhi á, nó mới quay qua nó nhìn, nó đang đứng ở đây đúng không, thì cái con Mạc Anh nó đứng sau lưng. Đó là cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo. Thì tự nhiên cái con Uyên Nhi á, nó quay qua nó nhìn con Mạc Anh, thì tự nhiên nó khóc. Nó khóc rồi xong nó la, nó gào lên. Tự nhiên vậy á, mà hình như á là cái con Uyên Nhi nó nhìn phía sau của con Mạc Anh mà nó gào lên. Cái xong rồi con Mạc Anh nó sợ bị phát hiện á, nó sợ bị ông bảo vệ lên bắt á, nó kêu: "Im, mày điên hả con đỉ, im coi, mày đi, im à, mày điên hả con đỉ, tự nhiên mày la lên vậy." Bị bạn bè mà best friend mà, cho nên nó dùng cái từ đó. Thế xong mà con này cứ gào lên mà nó nói kiểu giống như là nó nói không được, mà nó đang muốn nói với lại cái con Mạc Anh là một cái vấn đề gì đó, về một cái chủ đề gì đó, nhưng mà nó cứ ú ớ mà nó nói một cái tiếng gì đó không có ra chữ luôn. Khóc mà bố bà già. Kiểu mà nó cứ nói một cái tiếng gì đó, mà cái con Mạc Anh nó cứ cố gắng lắng nghe. Cái gì mày nói, cái gì mày bị, cái gì mày bị đau bụng hả, mày bị đau bụng hả? Cái con kia cứ bố bà già. Nó kiểu mà nó nói cái gì đó mọi người không có nghe rõ. Cái tao lại nó nói: "Ủa mày bị nhức đầu hả?" Cái con này cứ hỏi hoài mà con này cứ mếu, con này cứ khóc không nói được. Cái tao rồi cái con mà anh nó mệt quá mọi người, nó mệt quá nó mới dìu con này xuống.
Mà các bạn biết không, cái con mạng anh nó kêu á, lúc mà em dìu cái con Uyên Nhi xuống á, thì thật sự là em là cái tạng người 106 kg. Em là một người rất là kiểu mà to con, hiểu không, rất là bự. Mà cái con Uyên Nhi á thì nó rất là nhỏ con, nó rất là khẳng khiu, nó rất là skinny. Hồi đó em đi thi mà gọi là thể dục mà kiểu mà em cổng nó em chạy được luôn mà. Nhưng mà em không hiểu sao thì cái lúc đó thì tự nhiên cái con Uyên Nhi nó nặng trịch à. Em dìu nó mà em dìu không nổi luôn. Mà kiểu giống như là nó mệt quá, không biết nó bị gì mà nó mệt, nó có xỉu vô người em vậy đó. Nhưng mà dìu một hồi cho tới khi mà kiểu giống như là dìu ra khỏi cái nhà đó rồi, thì tự nhiên cái con Uyên Nhi nó đi tỉnh bơ luôn các bạn. Nó đi tỉnh bơ mà nó không nói không rằng gì với lại cái con Mạc Anh một cái lời nào hết. Không nói không rằng gì hết. Không nói không rằng gì cái con Mạc Anh một cái lời nào hết trơn. Mà hồi nãy nói rất là nhiều nha. Nói rất là nhiều. Nói quá trời nói luôn mà nó không nghe được tiếng nào. Mà không hiểu lý do tại sao lúc đó cái con Uyên Nhi nó nói không có ra được cái chủ đề mà nó muốn nói. Kiểu mà như mình nhìn thì mình biết là nó đang muốn cho mình nghe một, nói cho mình nghe một cái thông điệp gì. Nhưng mà khi mà nó nói ra thì cái lời nó không hiểu gì. Thì khi mà đi kiểu mà giống như là thấy nó đi bình thường vậy, thì cái con bà anh nó nghĩ là cái con này troll nó, con này troll nó, con này giỡn nó, hù nó, sợ. Thì nó cũng giận con này luôn, trên đường nó cũng không nói gì. Con bà anh nó không nói gì con Uyên Nhi hết. Thì các bạn biết đó là nhà của con Uyên Nhi á thì nó ở đầu xóm. Còn cái nhà của con bà anh thì nó ở cuối xóm. Thì tới đầu xóm rồi thì nó chia tay con Uyên Nhi. Mà con Uyên Nhi cũng không nói nó một lời nào. Mà hả, đi vô trong nhà vậy đó mọi người. Nó đi vô trong nhà một cái đường luôn. Thì cái lúc này cái con mà anh cũng giận rồi. Tao giận rồi, tao không muốn nói chuyện kiểu như vậy á. Nó đi thì một lúc sau thì nó đang kiểu con kia vô nhà rồi, con Uyên Nhi vô nhà rồi. Thì cái con mà anh nó mới vừa đi lên một chút xíu thôi, thì nó mới có cái cảm giác giống như là có ai đó nhìn nó, thì nó mới quay lại. Thì nó thấy không biết có phải là con Uyên Nhi không, mà đứng ngay ở trong nhà con Uyên Nhi, nó thấy có một người chồm người ra vậy nè mọi người. Chồm người ra vậy nè. Đó, nhìn cái con Mạc Anh. Mà các bạn biết đó là kiểu như cái con Mạc Anh nó bị cận, mà lúc đó nó đi xa rồi. Cái con Mạc Anh nó bị cận mà lúc đó đã đi xa rồi. Thì kiểu nó không thể thấy rõ được, mà nó thấy là cái đầu của cái người đó rất là bết, mà rất là ướt ướt. Mà cái mặt của người đó rất là tím tái, mà nó không biết có phải là con Uyên Nhi không. Nhưng mà do là nó đang giận con Uyên Nhi cho nên nó bỏ luôn. Nó bỏ đi về nhà. Thì một về nhà xong tới tối thì bắt đầu nó thấy con Uyên Nhi nhắn tin cho nó. Con Uyên Nhi mới xin lỗi nó. Xin lỗi nó quá trời luôn. Con Uyên Nhi nó mới kể á, mới gọi là trách voi á mọi người, mới gọi là trách voi. Thì mới kêu là hồi lúc mà ở trên cái ngôi nhà, ở trên cái công ty bỏ hoang, thì nó quay lại nó thấy á, là có nguyên một người phụ nữ đầu tóc rất là ướt, ướt sũng mà như là bị mới từ dưới nước đi lên vậy đó. Mới là bị từ dưới nước đi từ dưới nước đi lên. Cái xong rồi hả, nó thấy cái người phụ nữ đó gọi là mặt mày tím tái. Mà các bạn biết không, là ngay cái công ty đó, ở sau cái công ty đó các bạn biết là nguyên một cái sông luôn. Ngay sau cái công ty đó, ở sau cái công ty đó là nguyên một cái sông luôn. Tao chắc chắn là chắc cái người đó gọi là cái người đó là chết trôi á. Người đó là người ta chết trôi á. Người ta gọi là giống như là công ty xây mà cũng không chịu đi coi thầy coi chỗ này kia, cái người ta mới có thể đi vô trong chổng được á. Cái xong rồi cũng bị gọi là nói chung là nó nói về tâm linh, kiểu bảo nghĩ lên vậy và chỉ đoán thôi. Cái xong rồi nó thấy cái người đó mình mẩy lắm lem lắm. Cái xong rồi người đó đứng ở sau lưng cái con Mạc Anh á. Người đó cái lúc mà cái con Uyên Nhi nó tính nói cái gì đó, nó đứng kể cho con Mạc Anh ê, là cái lúc này có con nhỏ là đứng sau lưng mày kìa. Là chỉ có một câu đó thôi đó. Mà cái người đó giơ tay lên, là nó thấy cái người mà đứng sau lưng con Mạc Anh giơ tay lên làm dấu hiệu im lặng á các bạn. Làm một cái dấu hiệu im lặng là im lặng đi, đừng có nói. Mày đừng có kể tao là tao đứng sau lưng nhỏ này, kiểu giống vậy á. Cái xong rồi con Uyên Nhi nó cứ sợ quá mà không hiểu, lúc đó nó muốn nói với lại cái con Mạc Anh là ừ, có cái bà đó đứng sau lưng mày, cái bà vậy vậy kính kể vậy á. Mà cái lúc mà nó nói ra thì cái từ nó không có giống như lời nó nói, mà toàn là ú ớ rồi toàn ba cái từ gì rồi toàn kiểu như là nói ra những cái gì đó không.
chứ không phải là cái ý mà nó muốn nói. Nói chung là nó bị người đó chặn họng, như là nó bị cái người đó chặn họng lại, không thể nói được, không thể nói được. Cho nên nó rất là xin lỗi cái con mạc anh, chứ thật sự là nó không có muốn như vậy. Cái xong rồi nó sợ quá trời luôn. Cái con kia nghe vậy xong con kia sợ quá. Vậy con kia nó mới nghĩ trong lòng là ủa vậy cái lúc mà mình đi trên đường về, mình khi mà ở nhà chỗ cái con kia á, cái con Yên Nhi á, mà mình đi về thì mình quay lại mình thấy cái bóng người đó, chẳng cái bóng người đó thì cái con Uyên Nhi nó diễn tả lại á, lúc mà thấy ở trên cái công ty đó đó thì cũng rất là giống với những gì mà cái con mà anh sau khi đó nó đi về thì nó thấy, là nó thấy cái người đó đứng tựa trong nhà của cái con Uyên Nhi mà nó đưa đầu ra, thì Bảo nghĩ là cái con đó nó đi theo cái con Uyên Nhi rồi. Cái xong rồi á, qua ngày hôm sau á thì kiểu mà hai đứa về rồi đó, thì cái con Mạnh Anh nó mới đi qua rủ cái con gọi là Uyên Nhi đi học. Thì ba mẹ con Uyên Nhi đi ra kêu là hôm nay Mạnh Anh nó không có khỏe, lần hôm nay Uyên Nhi nó không có khỏe, thôi con đi học đi, nó không hôm nay nó nghỉ. Thì mấy ngày sau thì cái con Uyên Nhi nó cũng nghỉ luôn, mà cái con Mạnh Anh này nó cũng không có qua rủ đi học nữa, tại vì hai đứa kiểu mà cùng sớm mà, đứa đậu sớm đứa cuối sớm. Thì sau này mới nghe được cái tin đó là gia đình của con Uyên Nhi đã chuyển nhà đi, mà cái con Uyên Nhi thì gia đình của nó gửi vô trong chùa ở, không có ở cái nhà đó nữa. Cũng không hiểu lý do tại sao luôn, mà trong khi đó nó là bạn thân của nhỏ này, mà nó cũng không biết là cái con Uyên Nhi đã đi cái chùa nào luôn. Chỉ nghe được cái thông tin những cái người ở gần đó kể lại, thì trong xóm mà người ta kể là cái nhà đó bán rồi, không có ở đó nữa, nhà con Uyên Nhi bán rồi không ở đó nữa. Mà ba mẹ của con Uyên Nhi không hiểu lý do tại sao mà lại gửi con Uyên Nhi vô trong chùa luôn, chứ không có nghĩ như là ngừng mọi việc học luôn, gửi vô trong chùa thôi. Đó chỉ là vậy đó. Hello, Trúc Di, em không có nhạc đâu nha. Tại vì em không được may mắn như nhiều, để nhiều người thấy được comment của em. Nó bị lắc, nó bị trôi đó em. Cố gắng lên nha Trúc Nhi. Nhưng anh thấy được comment em rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tán trường cho cả nhà, bật đèn lên cho sáng nhà, sáng nữa nè mọi người yêu. Cái nhà yêu. Hello. Này gì mày làm gì? Đấy. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem livestream này, ủng hộ Bảo. Và các bạn ơi, các bạn có thể gửi chuyện ma cho Bảo qua chuyện ma cho Bảo là qua tin nhắn cũng được, qua Instagram cũng được. Instagram của Bảo là a.bảo.kinket95. Instagram của Bảo là a.bảo.kinket95. Các bạn có thể gửi qua đó cho nó, và kiểu giống như là ở đó thì ít tin nhắn, Bảo có thể dễ check. Với lại các bạn có thể gửi tin nhắn qua Facebook, hoặc là các bạn có thể gửi qua email cho Bảo. Bảo dành riêng cái email để gọi là đọc những cái chuyện mà các bạn gửi á. Cái email của Bảo là bờ bò xong rồi god là bi god, có nghĩa là god là chữ ma trong tiếng Anh, đó là bi god chb là viết tắt tên Bảo, rồi a@gmail.com. các bạn có thể gửi qua cái email Bảo dành riêng để nhận chuyện ma đó. Các bạn hãy gửi qua đó, và các bạn để Bảo có thể duy trì cái chuyện ma vào thứ sáu hàng tuần lúc 9 giờ tối. Và các bạn ơi, Bảo chỉ kể chuyện ma vào thứ sáu hàng tuần lúc 9 giờ tối thôi, có nghĩa là các bạn cứ canh giờ đó, các bạn mở like lên là bạn sẽ thấy Bảo like nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Không bắt con kia được, con kia chạy à. Hello, bye bye. Bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi người đi con. Bông Sun. Hello mọi người, đây là Bông Sun nha. Bông Sun. Đó, đây là Bèo. Đây là Bèo. Bye bye mọi người. Bye bye. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Anh Nho Hikeseo. Bye bye mọi người.